gặp lại con người cũ sau bao nhiêu kiếp, cảm xúc trào dâng, yêu nhau. Tình yêu giữa cha mẹ, con cái, anh em, rồi họ hàng, mình thấy xem có phải tất cả là xoay chuyển trong sự ích kỷ và những cái nhu cầu bản ngã của thể xác không? Có thể kiếp này đang là những người yêu nhau nhưng kiếp sau lại thành kẻ thù đấy. Đó chính là bởi vì mình đã không làm chủ được cái cảm xúc của mình. Đau khổ trong tình yêu dưới một cái góc nhìn khác thì nó lại cũng là cái bài thuốc rất quý đối với nhiều người. Hà Đa xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Thức Tỉnh Tâm Hồn ngày hôm nay. Quý vị thân mến, trong mỗi số talk show của chúng tôi thì chúng ta sẽ được lắng nghe thầy Kim Cương khai thị về một vấn đề, một chủ đề nào đó trong cuộc sống. Và chủ đề ngày hôm nay của chương trình, Hà Đa tin chắc chắn rằng có rất nhiều quý vị khán giả chúng ta sẽ rất quan tâm và mong muốn được lắng nghe đấy ạ. Và đầu tiên, Hà Đa xin được gửi lời chào tới thầy Kim Cương, người thầy quen thuộc và cũng là người thầy được rất rất đông đảo các quý vị khán giả yêu mến. Con kính chào thầy ạ. Chào con. Dạ thưa thầy, chủ đề của chương trình ngày hôm nay của chúng ta là chủ đề về tình yêu. Tình yêu luôn được người ta nhắc đến rất nhiều trong cuộc sống và còn đi vào trong thơ ca. Ví dụ như là câu thơ của nhà thơ Xuân Diệu: làm sao có thể sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Và thậm chí là khi con còn rất nhỏ, thưa thầy, khi đó còn chưa được đi học, còn chưa được đọc những áng văn, những vần thơ, thì đã được biết đến tình yêu thông qua những câu chuyện cổ tích. Và đã biết đến những cái khái niệm mơ hồ là tình yêu mãi mãi giữa công chúa và hoàng tử. Thế nhưng mà khi mà con dần dần càng lớn lên, có nhiều trải nghiệm hơn, cũng được trải nghiệm tình yêu, và khi mà con quan sát những người thân, những người bạn xung quanh con, họ yêu nhau, thì con mới nhận ra là ồ, thì ra tình yêu không chỉ có màu hồng, không chỉ có toàn hạnh phúc, mà bên cạnh đó cũng vẫn có cả những đau khổ nữa. Có rất nhiều người khi mà họ mới yêu thì họ cũng luôn luôn là vui vẻ, luôn tích cực, nhưng sau đó thì họ vẫn là gặp rất nhiều những đau khổ. Vậy thì thầy có thể khai thị cho các quý vị khán giả, cho Hà Đan biết là vậy thì thực chất tình yêu là gì, và liệu trong tình yêu còn một vấn đề nào đó mà chúng ta chưa hiểu rõ hết hay không, mà tại sao tình yêu cũng đem lại cả những đau khổ như vậy đấy, nhưng mọi người vẫn luôn ao ước, luôn khao khát có được tình yêu ạ? Tình yêu chính là cảm xúc, và bất cứ con người hay loài nào đã sống là có cảm xúc. Và chính cảm xúc thì cho chúng ta biết rằng là chúng ta đang sống. Nhưng vì nó là cảm xúc cho nên nó có thể là hạnh phúc, là thanh tịnh, hoặc là đau khổ. Có phải không? Làm thế nào để hạnh phúc hoặc hạnh phúc mãi mãi? Làm thế nào để không phải khổ? Làm thế nào để thanh tịnh trong tình yêu? Thì rõ ràng nó là một cái khoa học, đúng không? Và cái khoa học này thì xoay quanh ba từ thôi. Đấy là thấy rõ, thấu rõ và đối đãi. Giả sử như hai người yêu nhau nhưng mà không thấy rõ mình, không biết mình là người thế nào, cũng không thể thấy rõ người mình yêu là như thế nào, và chỉ chạy theo những cảm xúc vồ vập, hay là chạy theo cái nhân duyên ấy, thì ở đây là chưa thấy rõ. Chưa thấy rõ mình mà cũng chưa thấy rõ được người mà mình yêu. Thì tức là cái sự ích kỷ của bản ngã nó đang chi phối và điều khiển. Thế cho nên là những cái hành động của những người như thế, họ chạy theo cái nhu cầu của bản ngã, cho nên là chạy theo tham sân si đấy. Nhưng họ không biết, bởi vì là trong cái mối nhân duyên của họ thì họ cũng có những thứ đem đến cho họ hạnh phúc nhất thời, giống như là cái món nợ về tình cảm họ phải trả. Gặp lại con người cũ sau bao nhiêu kiếp, cảm xúc trào dâng, yêu nhau. Nhưng mà trong cái sự đó ta thấy rằng đã không thấy rõ. Bởi vì chẳng ai trong câu chuyện tình cảm đấy đã biết được sự thật về chính mình.
Cũng như chẳng ai trong câu chuyện đấy dám cho rằng ta đã làm chủ cảm xúc của ta, ta đã làm chủ suy nghĩ của ta. Và chúng ta trong tình yêu như thế, chúng ta đã là nô lệ của suy nghĩ, nô lệ của cảm xúc. Và họ nghĩ về người họ yêu từ sáng đến tối, hết ngày này đến ngày khác. Đó là vì họ là nô lệ của suy nghĩ và tình cảm. Và chính cái đó gọi là không thấy rõ. Và khi không thấy rõ thì cũng không thể nào có được sự thấu cảm chân thật. Và khi không có sự thấu cảm chân thật thì những cái hạnh phúc nhất thời qua đi sau khi được thỏa mãn thì cái ích kỷ nó sẽ lộ diện. Tức là cái tham sân si nó sẽ lộ diện. Và khi một trong hai người hoặc cả hai người không thể chấp nhận được nó nữa thì cái cảm xúc hạnh phúc sẽ bị điều khiển trở thành tham sân si và đau khổ. Đó chỉ bởi vì là đã không thấy rõ, không thấu rõ cho nên đối đãi trở nên sai lệch. Và khi đối đãi sai lệch thì đau khổ. Và bây giờ thì con hãy thử nghiệm lại trong cuộc sống xem có đúng thế không? Có đúng là từ trong gia đình, tình yêu giữa cha mẹ, con cái, anh em, rồi họ hàng, mình thấy xem có phải tất cả là xoay chuyển trong sự ích kỷ và những cái nhu cầu bản ngã của thể xác không? Bởi vì là không thấy rõ, không thấu rõ cho nên mới không đối đãi. Tức là không đối đãi được một cách đúng đắn với chân lý. Theo thầy, liệu một tình yêu trong sáng hay là một tình yêu mãi mãi thì có thật hay không ạ? Đặt lại vấn đề là ta có thể thấy rõ, thấu cảm thì ta sẽ có đối đãi chân thật. Mà cái gì là chân thật thì đều bất tử hết. Cái sự thấy rõ ở đây là nếu ai đó có thể thấy được sự thật về chính mình. Ta là cái tâm hồn bất tử kia, chứ ta không phải là cái thể xác tạm thời này. Và thể xác chết nhưng tâm hồn ta không chết, thì người ấy sẽ sống vì thể xác hay sống vì tâm hồn hả con? Người ta sẽ sống với tâm hồn ạ. Người ta sẽ sống với sự thật của tâm hồn. Và khi người ta dám sống với tâm hồn, với nhận thức rằng thể xác chỉ là cái phương tiện để diễn đạt tình cảm, và họ không bị thể xác biến họ thành nô lệ, thì họ chắc chắn sẽ thấy được tình yêu bất tử. Bởi vì tâm hồn là bất tử, thì khi ta chân thật với tâm hồn, ta sẽ cảm nhận được tình yêu bất tử từ tâm hồn ấy. Cũng như thế, nếu ta thấy rõ được chính ta là tâm hồn, thì ta cũng sẽ thấy tất cả những người khác, tất cả chúng sanh cũng có một tâm hồn bất tử như thế. Thì ta sẽ thấy hóa ra tình yêu bất tử đã sẵn ở khắp nơi, chỉ chờ cái cách mà ta đối đãi với cuộc đời mà thôi. Và nếu như ta đối đãi với cuộc đời bằng cái lòng tham ích kỷ thì dĩ nhiên nó sẽ đổi lại bằng sự giả dối. Bởi vì lòng tham ích kỷ là đến từ nhu cầu của thể xác mà, trong khi ta lại chỉ mượn nó để sống, mà cái sống đích thực lại là tâm hồn, có đúng không? Cho nên là cuối cùng quay lại cái sự thấu rõ ấy và thấu cảm rồi đối đãi chân thật. Nhưng mà ba từ nghe có vẻ dễ như thế mà chẳng ai làm được. Thầy vẫn thấy những người yêu họ vẫn thốt lên là trên đời này chẳng có gì là mãi mãi. Bởi vì họ không biết rằng tâm hồn của họ là mãi mãi. Còn tất cả những thứ thuộc về thể xác, thuộc về vũ trụ thì đúng là nó sẽ không mãi mãi như cách họ nghĩ. Nó sẽ trôi qua từ giấc mộng này đến giấc mộng khác, từ câu chuyện tình yêu này đến câu chuyện tình yêu khác. Có thể kiếp này đang là những người yêu nhau nhưng kiếp sau lại thành kẻ thù đấy. Đó chính là bởi vì mình đã không làm chủ được cái cảm xúc của mình. Thì ở đây cái tình yêu mãi mãi nó bắt nguồn từ làm thế nào để ta làm chủ được cảm xúc của ta, làm thế nào để làm chủ được suy nghĩ của ta.
thì khi ấy không phải là ta không biết yêu, mà khi ấy ta sẽ yêu chân thật và ta sẽ có những suy nghĩ khế hợp với sự chân thật. Cho nên một tình yêu được gọi là trong sáng thì tình yêu đấy phải có sự thấu cảm, đúng không con? Dạ. Thế bây giờ con có muốn yêu một cái người mà hiểu con rất rõ không? Dạ, thấu có. Hiểu được tâm trạng của con không? Dạ có. Và những cái người như thế họ vẫn gọi nhau với một cái tên rất là trân quý, đó là tri kỷ đấy con. Dạ. Nếu như một cặp vợ chồng vừa là vợ chồng vừa là tri kỷ thì con nghĩ thế nào? Con có tuyệt vời không? Vâng, rất tuyệt vời, rất lý tưởng ạ. Đấy, họ sẽ yêu nhau hết kiếp luôn. Dạ. Thậm chí sang những kiếp sau họ vẫn sẽ yêu nhau. Dạ. Bởi vì đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Khi đã đồng tư tưởng, đồng sự thấu cảm thì họ sẽ mãi mãi bên nhau, hết kiếp này đến kiếp khác. Dạ. Đó là tình yêu mãi mãi đấy. Trong cuộc sống chúng ta gặp một người nào đó, thuở ban đầu thì có thể là hai người họ rất yêu nhau, rất hạnh phúc với nhau, nhưng rồi sau đó thì lại có những mâu thuẫn xảy ra chẳng hạn. Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết được là đây có phải là nhân duyên thật sự của mình hay không? Những cái mâu thuẫn xảy đến, nó đến từ những cái nhu cầu riêng của mỗi người, đúng không con? Dạ. Thì cái nhu cầu riêng đấy nó chính là lòng ích kỷ đấy. Và vì họ không thông cảm được cho nhau, không thấu cảm được, cho nên nó mới dẫn đến mâu thuẫn và chia ly đấy thôi. Còn nếu họ thông cảm và thấu hiểu cho nhau thì họ có để lòng tham lên trên tình yêu được không? Những ai để lòng tham lên trên tình yêu thì họ đang là những người gieo rắc đau khổ cho chính họ và người khác đấy. Nhưng nếu ai có thể phá vỡ sự ích kỷ ấy thì họ sẽ là người cảm thông với tất cả những người khác. Và với sự đối đãi của sự cảm thông ấy thì đó là tình yêu trong sáng đích thực đấy. Và ở đây nếu có một tình yêu trong sáng tích cực thì thầy cũng nói luôn là thậm chí nó còn không có nhu cầu của tình dục, và thậm chí là còn không cần thiết nhu cầu của tình dục. Và trên thế giới có những cặp vợ chồng như thế đấy con ạ. Họ sống cả đời không có một chút tình dục nào, thế nhưng mà họ yêu nhau vô cùng. Thì đấy là một cái biểu tượng nói về cái tình yêu trong sáng đấy con. Nhưng mà con có thấy con người đã sống là sống với mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, đúng không? Dạ. Có con mắt rồi mới bắt đầu phân ra là cái đẹp là thế này, thế khác. Cô ấy rất là xinh đẹp nên tôi mới yêu chứ. Thế thì chính vì cái sự phân ra đẹp xấu đấy là nó đã là nhu cầu bản ngã rồi. Thế cho nên là chạy theo cái đẹp xấu, khi cái đẹp không còn nữa thì có thất vọng không? Dạ có ạ. Thế thì nó là sự ích kỷ đấy. Nếu như cái tình yêu mà để cho cái quan điểm của mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý nó điều khiển thì sẽ ích kỷ. Thế thì quay lại cái câu của con hỏi ấy, thì làm cách nào để cho họ vượt qua và làm cách nào để mình biết được đây là cái người mình có thể tiếp tục sống? Thì ở đây tình yêu nó cũng là một sự đối đãi phải không con? Dạ. Cho nên nếu mình là cái người thấu hiểu nhưng mà người ta lại quá ích kỷ thì người ta có cần bài học để nhận ra không? Con nghĩ là có ạ. Người ta cần bài học đấy. Mà nếu mình nói người ta không hiểu thì rõ ràng cái việc chia ly là cần thiết. Dạ. Và cái đau khổ là cái rất cần thiết để cho người ấy phải trải nghiệm cái đau khổ. Để cuối cùng họ biết là nếu họ không làm chủ được cảm xúc của họ, không làm chủ được suy nghĩ, tư tưởng của họ thì cái đau khổ nó sẽ làm mãi mãi chứ con. Thế cho nên là cái bài học đau khổ trong tình yêu nó cũng là một cái bài thuốc rất là quý. Chứ không phải là mình cho rằng là đau khổ là không đáng đâu. Đấy con nghĩ mà xem. Ngoài đời có những kẻ kiêu ngạo lắm. À ta đây đẹp trai, ta yêu hết cô này cô khác. Thậm chí nó tán xong nó để đấy cơ con ạ. Tức là nó tán xong, xong rồi nó để đấy, nó không thèm yêu đâu nhé. Nữ cũng thế, cũng có những người tán người ta xong, xong để đấy thế. Đấy, trong người ta thì dằn vặt đau khổ. Thế thì kiêu ngạo. Thế rồi cũng đến lúc những cái kẻ kiêu ngạo đấy đối diện với đau khổ chứ con. Rồi họ cũng có những cái người họ yêu và cuối cùng là cái người họ yêu lại bỏ họ chứ. Thì cái lòng kiêu ngạo sụp đổ. Rồi họ sẽ đối diện với những cái đau khổ tột cùng. Và những cái đau khổ đấy sẽ giúp họ trưởng thành.
sẽ giúp họ học cái cách làm chủ cảm xúc, làm chủ suy nghĩ, đúng không con? Cho nên cuối cùng con hãy ngẫm đi, kiểu gì thì kiểu, cho dù người ta có trải qua bao nhiêu kiếp thì đến cuối cùng bài học người ta nhận vẫn là làm chủ chính mình và nhận ra chính mình. Khi ấy gọi là thấy rõ sự chân thật và sẽ có thấu cảm chân thật không chỉ với ta mà với tất cả sinh loài. Và đương nhiên ta sẽ có một sự đối đãi chân thật. Con cảm ơn thầy rất nhiều vì những điều mà thầy đã khai thị cho Hà Đan và các quý vị khán giả trong chương trình ngày hôm nay. Và bây giờ có lẽ là lúc mà các khán giả của chương trình đang rất mong một thông điệp của thầy Kim Cương về chủ đề của ngày hôm nay, chủ đề tình yêu ạ. Chân thật trong tình yêu mà tôi chưa thấy ai làm được. Dạ. Con cảm ơn thông điệp của thầy ngày hôm nay ạ. Và quý vị và các bạn thân mến, Hà Đan cũng hy vọng rằng thông qua chương trình ngày hôm nay thì chúng ta đã đều có những cái nhìn đúng, những hiểu biết đúng về tình yêu, về một tình yêu trong sáng hay là tình yêu mãi mãi thật sự có hay không. Và con cảm ơn thầy Kim Cương rất nhiều về những thông điệp, những chia sẻ về những điều mà thầy đã khai thị cho Hà Đan và các quý vị khán giả đang theo dõi chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn thầy ạ. Quý vị và các bạn thân mến, và đến đây thì thời lượng của chương trình ngày hôm nay cũng đã hết. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo. Tạm biệt.